Một vườn hoa thêm một vườn. Ai ăn ma hú em ship luôn nha. Đa số là một vườn na. Na bao nè, bao tiền cân bác ơi? Dạ. Và là một cân nữa hả? Na này na dai nha cả nhà. Ủa na bở hả? Na bở 100.000 một cân. 70-80 có. Na này na nhà chồng không phun thuốc nha. Đâu mà ngốt bác Huy không cắt bán đi. Cây này đã nhỉ. Hình như quả cây chín rồi sao. Đây mọi người nhìn đá không này. Na quả rất là đẹp nha mọi người. Rất là đẹp luôn, xanh lè luôn. Mũi cắn đầy chân được con chan kia. Không, cháu không sao. Na xanh tươi đẹp. Ai ăn rau ngót gì rau đây hú em ship luôn nha. Đây, rau đây. Nhà em cái gì cũng trồng. Rau đây đây. Đây, quả na rất là đẹp luôn. Chứ vậy cho bôi thuốc nữa. Cây này là cây đinh lan. Cây rau ngót cây già. Ôm tơi. Anh em chiếc cho nhỏ. Rau ngót sụt bùng vô đây mình tơi. Cái gì nhà em chưa có. Thì rau ngót rau đây. Đinh lăng, quả na, hồng. Hồng giòn bác hả? Đây, na chín rồi đây. Hôm nay đi thu hoạch na. Cây hồng nằm đâu bác? Dạ. Hôm nay là đi thu hoạch. 20.000 một cân. Na mà đắt thế luôn cơ. Na này mà đắt thế luôn cơ. Ấy là 100.000 cân ấy. Sâu má vườn trồng luôn. Nay đi thăm mùa vườn bác Huy.
Thôi cháu đi về đây. Ui, mũi cắn đẩy chân rồi con cháu. Đi vào đây. Về đã cày mũi quá. Vào. Na đây. Hôm nọ cháu thấy ai cứ gọi đèn pin ra vườn. Phải bác không? Phải bác không? Hôm nọ cháu thấy cỡ 3-4 giờ sáng thấy ai gọi đèn pin ra vườn ấy. Bác hả? Cháu tưởng ăn trộm coi. Cháu có ngủ đâu. Cửa sổ cháu mở mà. Cả đêm cháu có ngủ đâu. Ủa chó nhốt qua đâu á bác Huy? Biết rồi. Đi tìm na chín mà khó quá. Chuối nữa nha cả nhà. Vâng. Hầm sim đây nha. Hôm nay là hầm giòn nha cả nhà. Bác Huy lấy cháu 2 cân nha. Hôm nào cháu gửi tiền. Bà tôi lạnh ăn dần. Bà tôi lạnh ăn lần lần. Chín hả? Chín đỏ hả? Vâng. Cho cắn không vậy? Thôi chắc sợ. Thôi để bữa nào ăn luôn cũng được. Cháu bật ba quả về ăn thử. Đây mà ai có nhu cầu ăn hay gì cứ bảo em ship đến tận nơi. Dạ. Sao ạ? Vâng. Đây chuối nè. Chuối Tết bán 100.000, 200.000 một nải. Qua bác lấy hồng về ăn. Món này vào tủ lạnh đây gì cho thôi để tôi ăn.